Hai xin chào các bạn, chào bạn đã trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một con máy đo điện tử dành cho thợ điện tử nha. Thì mình mới mua con này ở trên Lazada. Đó chính là cái con mà có tên là DT830B nha. Thì cái máy đo điện này cũng rất là hữu ích cho những bạn nào mới bắt đầu vào làm thợ điện tử. Thì nó cũng đầy đủ cái chức năng đó. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái máy đo điện này ra. Thì mình sẽ để link mua cái sản phẩm này ở bên dưới. Nếu các bạn muốn quan tâm thì bạn hãy click vào và tham khảo sản phẩm nha. Thì trong cái hộp này gồm có dây dây đo điện nè, cực âm cực dương nè. Và một cái sách hướng dẫn. Một cái sách hướng dẫn. Quyển sổ hướng dẫn nha. Và đây chính là cái máy đo điện DT830B. Thì ở đây cái máy này có đầy đủ các chức năng như là đo vôn điện xoay chiều. Đây này là điện một chiều nè, đây là điện xoay chiều. Và đo DC ampere. Ở đây thì có đo thông mạch và đo cái mấy cái transistor nữa. Đây là lỗ đo transistor nha. Thì đây là có ba cái cổng nè để ghim dây này vào, để ghim dây này vào nè. Hai đầu này vào, đi ghim hai cái đầu này vào. Thì mình sẽ mở ra, mình sẽ đo thử cho bạn xem, mình sẽ test thử. Đây, thì ở đây có cái dây rất là dài nha, khoảng chừng tầm 50 cm. Thì mình sẽ ghim hai cái đầu này vào, hai đầu này vào hai cái lỗ này. Thì các bạn ghim đầu đen này nè, đầu đen này nè, các bạn ghim vào cái lỗ dưới. Và cái đầu đỏ này thì các bạn hãy ghim ở dưới đây. Mà chúng ta thường ghim dưới đây. Còn nếu nếu các bạn muốn lỗ trên chỉ dành cho đo ampere nha. Các bạn muốn đo ampere thì các bạn ghim đầu trên. Thì mình sẽ ghim đầu dưới để đo ohm nè, volt nè, miliampere rồi. Có rất là nhiều chức năng để các bạn lựa chọn. Thì bây giờ mình sẽ đo cục pin của mình nha. Cục pin này thì 9V, cục pin này gọi là cục pin 9V nè. Mà cục pin này thì thường thường là mình xài là nó bây giờ nó giống như là nó hết pin này. Thử cái đo nó còn pin không nha. Mình sẽ đo thử. Đầu tiên thì mình sẽ bật đo vôn nè. Mình sẽ đo vôn của cái cục pin này. Cục pin 9V nha. Đây. Mình sẽ ghim cực âm cực dương theo tương tự với cái cực âm cực dương của pin nha. Màu đỏ là cực dương nè, còn màu đen là cực âm. Thì mình sẽ ghim cực âm vào bên đây và ghim vào đây, nó sẽ đo mình nè. Đây, 3,36V. Thì pin này dung lượng là 3,36V, 34 rồi. 3,34 là chính xác nhất, tại vì mới đầu vô thì nó sẽ sai số. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là đo cái cục pin đầy đi. Mình sẽ đo cục pin đầy. Cục pin này là cục pin nó như là nó hết pin này. Cũng gần hết pin gì đó. Thì bây giờ đây là cục pin đầy. Còn nguyên cái vỏ nè. Chính là cục pin đầy. Thì bây giờ mình sẽ đo cục pin này nha. Rồi bên này có đó là bao nhiêu? 9,77V. 9,77V. Đó là 9,77, 9,77V. Còn nếu như các bạn muốn đo ampere đi, cường độ dòng điện, thì mình sẽ ghim cái này nè. Mình sẽ ghim này lên trên đây, trong lỗ này.
Và mình sẽ một đầu thì để mình coi coi mình có bóng đèn không. Ví dụ mình đo ampere bóng đèn đi, mình đo hiệu suất của nó. Tạm thời thì đèn của mình chế thành mấy cái đèn chớp chân ơi. Thì hôm nào mình sẽ test thử cái phần mà đo ampere này cho các bạn xem. Thì nếu như các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Đừng quên đăng ký để nhận được những video mới nhất nha.